Chào Thảo Thủy Đô, xin kính chào quý vị nha. Có ai như mình không? Coi đá banh xong cái chạy ra cái được hai ổ. Ngoan, bao này xấu xấu mà đẻ đẹp lắm các bạn ơi. Lúc nào đẻ ổ cũng xấu con hết trơn á nè. Xấu con đều luôn nè các bạn. Hai. Nè. 2 3 4 5 6. Bỏ rất đều các bạn ơi, thấy chưa? Nằm biến quá khỏi bỏ ra ngoài luôn, cho nằm trong luôn. Vui quá các bạn. Thỏ các bạn sao rồi? Có khó khăn gì không? Sao dạo này sao không thấy ai, ít người gặp khó khăn quá ta. Mấy bữa gọi điện cho mình liên tục mà bữa nay không có ai gọi điện hết. Đây một ổ này các bạn. Ổ này 6 con đều lắm nè. Qua đóng cửa lại đi. Còn ổ nữa khe luôn. Này mời các bạn qua đây, bạn này. Bạn này cũng mấy ở đây. Bạn này tướng nái to lắm. Bạn này cũng mấy con đây. Để xem nào. 1 2. U cha. Bạn này cũng đều thiệt, 6 con luôn. 6 con đều ngay vậy các bạn này. Ủa, 6 hay 5? À 6 2 4 6, 6 con luôn các bạn ơi, vui quá. Đẻ đều. Bà nãy này nãy đẹp, bà này to. Bà kia hơi nhỏ. 6 con đều ngay luôn các bạn. Coi nè. Nha. Yeah. Mới vừa đẻ luôn chứ mấy. Đẻ tự nhiên đẻ, bởi vậy chọn nái á. Các bạn sao không? Chọn nái thì chọn phải nghiêm túc. Mấy con mà đẻ linh tinh mà bỏ đẻ ra ngoài thì mệt lắm. Mấy con nái của mình 70 con nái của mình đây nè. Cứ bỏ ổ vô là đẻ, bỏ ổ vô đẻ, chọn đúng bài luôn, đúng bài đúng bản luôn các bạn. Cho nên các bạn cũng kinh nghiệm. Chọn nái đẻ là chọn cỡ này nè. Cái nhỏ nó to vậy không biết con cỡ nào không biết, nhưng mà cứ đẻ đều, 6 con đều vậy là đều. Đều ngay vậy. Đã không? 2 4 6 đều ngay mới vậy đẻ chứ mấy. Thấy chưa? Con mẹ nó thì đây. Mẹ nó mới cắn lông sùm xê. Này là con này. Ổ này hồi chiều là coi như là hồi chiều là coi như là một con mẹ 6 con nhảy ra chó bụp. Rồi cuối cùng phải sang con, bây giờ phải là 7 con thấy tội nghiệp không? 7 con mình đâu có thích. Bà này chuẩn bị cào ổ rồi. Trù cái bà. Còn bà nái này hơi bị to nè. Đang cào ổ nè. Đang cào ổ bữa nay mới ngày 10. Bữa nay ngày 10 mấy ta? Ngày 15 tháng 11 đẻ nè. Đang cào ổ. Bụng bự lắm rồi. Bà này bụng bự lắm rồi. Đang đau bụng quá vậy. Bà này chắc đẻ quá vậy. Ô bà này chắc lại 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ba bên kia bạn là 6, ba này cũng 6 con à các bạn. Ba này to. Con ba nào nó gần đẻ nữa không? Không, ba này không có gần đẻ. Ngủ ngon, ngủ mẹ luôn. Cho ngủ mẹ luôn các bạn. Đẻ nghiền luôn các bạn ơi. Đẻ đều, mấy ba này giỏi ghê. Đẻ đều vậy á. Nhưng mà ba này thì tướng nhỏ hơn. Nhỏ lông nhiều hơn nhưng mà để con nhỏ hơn. Nè các bạn coi nè. Để con nhỏ hơn. 2 4 6 để con nhỏ hơn các bạn. Cho nên mình cũng khuyên với các bạn một điều gì nè. Chọn nái nào phải ra nái đó. Đây bà này mấy con đây. Bà này 7 con. Bà này 7 con. 7 con mai mình phải đổi thôi. Bà này 7 con. Bà này đây, cũng gần đẻ. Thế mình nói các bạn là chọn nái là chọn cho kỹ. Con nào giỏi đẻ đó. Thứ hai nữa là đẻ phải ngoan. Cho con bú đều đó. Thấy không? Chứ đẻ hư giờ thỏ mình là cứ bỏ lòng vô là đẻ. Bỏ lòng vô là đẻ nè. Bà này lẽ là 7 con nè. Màu chiều là bị cắn một con. Cắn một con chết bắt buộc phải sang qua. 2 4 6 8 con. Trời ơi trời. 8 con mà các bạn coi coi nó nuôi nè. Con nó nuôi nè. Nó nuôi nè. 8 con mà ú nu ú nằng chứ đâu phải đơn giản đâu, thấy chưa? Nên mình phải biết cách chọn nái. Chung mấy bà này. Mấy bà này may cho đi hết.
có người Tây Bắc rồi. Đây các bạn coi này, đều râm râm vậy, đều râm rắp vậy. 2, 2, 4, 6, 8 con. Bởi vì hồi chiều rồi có con mẹ bị cắn, bắt buộc bây giờ phải bỏ chung cho nó thôi, chứ phải ưu tiên là một con mẹ là 6 con nha các bạn nghe. Thôi khi rồi, mình xin chào các bạn nha. Chúc các bạn chăn nuôi tốt.